Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Việt Nam TV. Kính thưa quý vị và các bạn, trong năm 2021, quân đội Nga sẽ lần đầu tiên phối hợp cùng lực lượng tăng thiết giáp của Việt Nam thực hiện cuộc tập trận chung. Cuộc tập trận này được cho là sẽ mở ra rất nhiều cơ hội cho quân đội chúng ta trong tương lai. Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, trong năm 2021, lục quân Nga sẽ tham gia 9 cuộc diễn tập quân sự quốc tế với các nước Algeria, Ấn Độ, Pakistan, Lào và đặc biệt là một cuộc tập trận tăng thiết giáp chung đối với Việt Nam. Hiện nay chưa rõ thời gian và địa điểm cụ thể cùng với lực lượng tham gia từ các bên. Đây là một thông tin vô cùng vui mừng và hấp dẫn khi lần đầu tiên trong lịch sử quân đội nga và Việt Nam cùng phối hợp tổ chức một cuộc diễn tập tăng thiết giáp. Điều này sẽ khiến thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao truyền thống vô cùng tốt đẹp giữa quân đội hai nước. Trong năm 2020 vừa qua, bộ đội tăng thiết giáp Việt Nam đã đạt thành tích cực kỳ xuất sắc khi giành tấm huy chương vàng Trung cuộc của bảng 2 trong khuôn khổ giải đấu xe tăng hành tiến thành Biathlon 2020 do phía Nga tổ chức thường niên hàng năm. Việc này giúp cho chúng ta sang năm 2021 tới đây, đội tuyển xe tăng Việt Nam sẽ lên thi đấu tại bảng 1. Đây là bảng đấu mạnh nhất với các đội hạt giống như Nga và Trung Quốc. Trong thời gian qua, Việt Nam cũng đã mua hai tiểu đoàn xe tăng chủ lực T-90S SK hiện đại từ phía Nga với số lượng 64 chiếc. Đây cũng là loại xe tăng mạnh mẽ nhất lục quân Việt Nam hiện nay và hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Với việc tiếp nhận xe tăng hiện đại mới, Việt Nam và Nga cũng đã hợp tác chặt chẽ để chuyển giao công nghệ vận hành cũng như bảo dưỡng nhằm đảm bảo khả năng sử dụng xe tốt nhất cho phía đối tác Việt Nam. Nga đã đào tạo nhiều sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp cho chúng ta trên nhiều lĩnh vực tăng thiết giáp cũng như cử chuyên gia sang nước ta để trực tiếp hướng dẫn. Cho năm 2020, Nga và Lào cũng đã hợp tác tổ chức một cuộc tập trận tăng thiết giáp quy mô tại thao trường của Lào. Phái đoàn Nga đã gửi các chiến sĩ sang phối hợp và trực tiếp sử dụng xe tăng T-72B1MS mà Lào nhập khẩu từ Nga trước đó không lâu. Việc tập trận xe tăng chung sẽ cho phép các chiến sĩ của quốc gia đang sử dụng xe tăng Nga cơ hội được chứng kiến tận mắt quá trình vận hành xe của các binh sĩ nước này, những người vốn đã quá quen thuộc với khí tài trong nước. Qua đó, cán bộ chiến sĩ trong nước có thể rút kinh nghiệm và đưa ra được những hướng dẫn hợp lý trong quá trình vận hành thực tế. Lục quân Việt Nam gần đây đã liên tục được tiếp cận với nhiều loại xe tăng hiện đại của Nga như xe tăng T-72B3 trong các hội thao quân sự quốc tế do Nga tổ chức hay xe tăng T-72B1MS của Lào và xe tăng T-90S SK do chúng ta nhập khẩu. Cùng với đó là việc hiện nay toàn bộ các xe tăng chiến đấu chủ lực có trong biên chế lục quân Việt Nam đều theo hệ liên xô hoặc các biến thể và của Nga như T-54, T-55, T-62, T-90, sau đó trong tương lai, Nga vẫn sẽ tiếp tục là nhà cung cấp chính cho việc hiện đại hóa các lực lượng tăng thiết giáp của quân đội chúng ta. Sự nâng cao quan hệ và tinh thần đoàn kết giúp đỡ giữa quân đội hai quốc gia giúp chúng ta có thêm cơ hội để cọ sát với lực lượng quân đội có sức mạnh tăng thiết giáp lớn nhất thế giới hiện nay. Một thông tin khác cũng rất vui cho quân đội Việt Nam. Khi đưa tin chuyến thăm gần đây của ông Sergei Shoigu tới Kansas Hãng thông tấn Ivestia và Russia 1 đồng loạt công bố hình ảnh đáng mong chờ về những chiếc chiến đấu cơ mới rất hiện đại của không quân Việt Nam. Theo đó, vào đầu tháng 10 năm 2020, nhân chuyến thăm các cơ sở chế tạo máy bay quân sự lớn nhất của đất nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có tuyên bố quan trọng về định hướng mua sắm vũ khí trang bị mới rằng quân đội Nga hiện nay chưa ưu tiên ngay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm mà vẫn tiếp tục đặt hàng Su-35S, Su-30S M2 và Giác-130 với số lượng lớn. Đáng chú ý là hình ảnh về chuyến thăm của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga do các kênh truyền hình Ivestia và Russia 1 phát đi đã đồng loạt hé lộ loại chiến đấu cơ mới và rất hiện đại của không quân Việt Nam đang thành hình trên dây chuyền sản xuất của nhà máy chế tạo hàng không Consomot Oanamur. Đây chính là loạt máy bay chiến đấu đa năng hạng nhẹ kiêm huấn luyện phi công phản lực Zak-130. Theo hợp đồng trị giá đặt hàng của không quân Việt Nam mà truyền thông Nga đã đưa tin hồi đầu năm 2020. Qua đó có thể thấy những chiếc Zak-130 được sản xuất cho không quân Việt Nam thành hình khá rõ nét. Gần như đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để sớm bay thử, nghiệm thu và bàn giao cho khách hàng theo đúng tiến độ của hợp đồng. Nếu không có gì đột biến, chắc chỉ độ vài tháng nữa sau khi những hình ảnh này được truyền thông Nga công bố, những chiếc máy bay tiêm kích nhẹ kiêm huấn luyện phi công phản lực Giác 130 của không quân Việt Nam sẽ cất cánh lần đầu và chính thức chinh phục bầu trời. Phi công Việt Nam sẽ sang Nga huấn luyện chuyển lại Giác 130 hay không? Theo thông lệ, trong các hợp đồng đặt mua máy bay mới với Liên bang Nga, thường thì không quân Việt Nam sẽ cử một số phi công thơ kỹ thuật sang nước bạn học chuyển lại. Trước đó, khi mua tiêm kích Su-27 và Su-30 Mk2, Công quan Việt Nam đã cử đoàn sang Nga chuyển loại máy bay mới theo điều khoản hợp đồng vốn thường bao gồm cả công tác huấn luyện sử dụng và bảo đảm kỹ thuật, chứ không chỉ bàn giao mỗi máy bay, vũ khí và khí tài bảo đảm cũng như phụ tùng đi kèm. Chính những hạt giống được đào tạo ở Nga sau này sẽ lại là những người thầy truyền lại kiến thức kinh nghiệm đã học cho các thế hệ tiếp theo qua đó sẽ tiết kiệm được một lượng lớn ngân sách của nhà nước. Tương tự, với việc tiếp nhận một dòng máy bay hoàn toàn mới như Sa-130, chắc chắn chúng ta cũng sẽ phải cử các phi công, thơ kỹ thuật, nòng cốt sang Nga để học chuyển loại. Với không quân nhiều nước, mỗi khóa đào tạo chuyển loại thường sẽ mất khoảng từ 6 đến 8 tháng. Tất nhiên, với không quân Việt Nam, chúng ta có lợi thế lớn là đã quen sử dụng vũ khí do Nga và Xô ngày trước chế tạo, đồng thời lại thông thạo tiếng Nga nên sẽ không mất quá nhiều thời gian giúp rút ngắn được ít nhiều quy trình đào tạo. Tuy vậy, hiện nay chưa rõ đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở Nga cũng như thế giới có ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch bàn sao máy bay mới và huấn luyện chuyển loại cho không quân Việt Nam hay không. Nhưng chắc chắn, để đảm bảo an toàn, cả phía chúng ta và các bạn Nga sẽ tính toán thời gian thích hợp cho từng giai đoạn, cũng như các hợp đồng mua tiêm kích Su-30 MK2 trong những năm gần đây hay hợp đồng mua tiêm kích Su-27 giai đoạn 1990. Sau khi máy bay mới sản xuất, bay thử nghiệm sẽ được các vận tải cơ cỡ lớn như AN-124 không vận sang phía Việt Nam, tiến hành lắp ráp và chính các phi công Nga bay thử rồi mới chính thức bàn giao cho không quân Việt Nam. Nếu cần, các phi công Nga có thể tiếp tục bay kèm, bồi dưỡng thêm cho các phi công Việt Nam nhằm nâng cao trình độ khai thác, sử dụng máy bay thế hệ mới. Có thể thấy, việc Việt Nam đặt mua Zag-130 là một quyết định hết sức đúng đắn, kịp thời để đảm bảo huấn luyện cho phi công trên các máy bay tiềm kích thế hệ mới như Su-30 Mk2 và có thể là cả những máy bay hiện đại hơn nữa trong tương lai. Có máy bay Zoc 130 về sẽ là một sự bổ sung hoàn hảo cho những cánh hải âu L-39 đang dần đi đến cuối vòng đời và có thể sẽ bị loại biên nếu không được nâng cấp và kéo dài tuổi thọ. Bản tin quân sự của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin quân sự tiếp theo.